Bạn có biết cả bốn băng tứ hoàng hiện tại đều có thành viên là động vật không? Chopper là thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm với khả năng y học siêu đỉnh, nhưng trong mắt hải quân chỉ là thú cưng với mức truy nã lên tới tận 1.000 berry. Monster trong băng tóc đỏ thường đi chung với Bon Punch làm chúng ta lầm tưởng chú khỉ này là thú cưng. Trong ấn phẩm Vol 4 Billion, Oda đã xác nhận rằng Monster cũng là một thành viên trong băng với sức chiến đấu không hề tầm thường. Richie, con sư tử thuộc băng Buggy, xuất hiện là thú cưỡi của Moji. Trong mini story, nó đã đánh bại cả KBG và Moji để lên làm thuyền trưởng của cả băng. Trong khi Buggy đang ngồi đếm địch ở Impelda, vào lần xuất hiện gần nhất, Richie ngồi ăn chung mâm và thể hiện mình ngang hàng với các thành viên còn lại. Cuối cùng là con ngựa Stronger mà bác sĩ Doc Q của băng râu đen hay cưỡi. Mặc dù nhìn rất què quặt, thiếu sức sống, nhưng đã là thành viên của một băng tứ hoàng thì chắc chắn không hề xem thường được. Trong cháp 1064, Stronger đã bị Law dùng trái quỷ chém cho làm đôi, tất nhiên khó có thể hiểu được. Nhưng số phận đen đuổi của nó sẽ ra sao thì cùng hóng các chat tiếp theo nhé.